cho hệ từ xa. Như vậy người học phải tự học là chính, nhưng giáo trình, sách vở và các học liệu còn quá thiếu, chưa nói là chất lượng cũng chưa đảm bảo. Khi kinh tế xã hội phát triển, đào tạo từ xa không chỉ để mở rộng tầm nhìn, nâng cao trình độ nữa, mà còn làm thỏa mãn sở thích, tạo cảm giác hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đông đảo người dân trong xã hội ở mọi lứa tuổi, trình độ, ngành nghề, hoàn cảnh. Được Bộ Giáo dục vận thị trường trong tỉnh, tất cả các cái mô hình của cựu chiến binh